Quý vị khán giả đang theo dõi phần điểm tin thời sự 16 giờ chiều ngày 18 tháng 6. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tìm hiểu tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lắng nghe tiếng nói của người dân về những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là những đánh giá quan hệ nhân dân và cán bộ. Tổng Bí thư cho rằng, mặc dù Đảng bộ cơ sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tuy nhiên cán bộ, đảng viên không bao giờ được quên lấy dân làm gốc. Mọi chủ trương chính sách phải hướng đến mục tiêu vì nhân dân. Tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm các nạn nhân của máy bay KC-212 rơi tại vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Vào sáng nay, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm từ Sở Chỉ huy tại Hải Phòng, đã làm việc với lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng về việc phối hợp tìm kiếm phi công và máy bay KC-212 Su-30MK2. Tổng tham mưu trưởng đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, tăng cường lực lượng, phương tiện và tuyên truyền, động viên ngư dân đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tích cực tham gia tìm kiếm phi công, máy bay. Bộ Quốc phòng hiện đã huy động mọi lực lượng, phương tiện cao nhất cho việc tìm kiếm các nạn nhân và máy bay, tuyên truyền để phát huy tình cảm trách nhiệm của toàn xã hội, thực hiện tốt công tác, chính sách hậu phương quân đội, sớm xác định nguyên nhân máy bay gặp nạn. Chuyển sang một số tin tức khác, Hội chợ Công nghiệp Thương mại tỉnh Phú Yên năm 2016 vừa được khai mạc tối qua tại thành phố Tuy Hòa. Hơn 400 gian hàng của 150 công ty, doanh nghiệp thuộc 15 tỉnh thành khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã tham gia chương trình lần này. Các mặt hàng chủ yếu tập trung ở các nhóm là gỗ dân dụng, công nghệ thực phẩm, giày dép, hàng may mặc. Hội chợ Công nghiệp Thương mại năm 2016 là cơ hội để giúp các doanh nghiệp xúc tiến quảng bá sản phẩm, ký kết các hợp đồng thương mại, đồng thời cũng là hoạt động thiết thực để hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 6. Hợp đồng về việc chuyển giao các công nghệ xây dựng do người Việt Nam sáng chế và độc quyền sở hữu đã được ký với Ethiopia. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu được công nghệ xây dựng ra nước ngoài. Theo nội dung hợp tác, thì phía Việt Nam sẽ cử kỹ sư sang tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ xây dựng, cung cấp dây chuyền thiết bị sản xuất C-deck, top base hay sàn rỗng, tường nhẹ cho các công trình xây dựng nhà ở xã hội thuộc Ethiopia. Ethiopia mỗi năm cần khoảng 48 triệu mét vuông nhà ở xã hội cho người dân. Đây là cơ hội để cho công ty VITC chủ động hội nhập quốc tế khi xuất khẩu công nghệ xây dựng ra thị trường bất động sản nước ngoài. Hiện nay thì công ty đang sở hữu hơn 40 bằng sáng chế về công nghệ xây dựng và đã áp dụng thành công cho nhiều dự án tại Việt Nam. Tin quốc tế, bang Rio de Janeiro của Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp về tài chính trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa, Thế vận hội mùa hè Olympic Rio 2016 sẽ chính thức được khai mạc. Thống đốc bang Rio de Janeiro cho biết, một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đang đe dọa việc đảm bảo đáp ứng các nghĩa vụ cho Thế vận hội Olympic. Tổng thống lâm thời Brazil, Michel Temer đã cam kết sẽ hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho bang này. Bang Rio dự kiến sẽ thâm hụt ngân sách khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay so với kế hoạch chi tiêu đề ra trước khi giá dầu giảm mạnh gây nhiều xáo trộn trong đợt suy thoái kinh tế tồi tệ nhất của Brazil kể từ năm 1930. Cảnh sát Anh đã chính thức buộc tội Thomas Mayer, sát hại nữ nghị sĩ Angel Cox, và tên này sẽ phải ra trình diện trước tòa trong ngày hôm nay. Thomas Mayer, 52 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Năm vừa qua, ngay gần địa điểm sát hại nữ nghị sĩ Joe Cox. Tên này hiện đang bị buộc tội giết người, sở hữu vũ khí với ý định thực hiện hành vi phạm tội và sở hữu vũ khí tấn công. Nữ nghị sĩ Joe Cox, 41 tuổi, đã bị bắn và đâm trọng thương tại khu vực bầu cử Boston, gần thành phố Leeds. Cảnh sát Mỹ ngày hôm qua cho biết một người đàn ông ở thành phố Chicago đã bị bắn chết khi đang phát hình trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Vụ việc này lại một lần nữa cho thấy những thách thức lớn trong việc quản lý các nội dung tiêu cực hay bạo lực có khả năng lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội. Anthony Perkins, 28 tuổi, đã bị bắn chết hôm 15 tháng 6 tại khu vực phía tây thành phố Chicago. Trước đó, hồi đầu tuần này, thì tên LaRosie Abala, thủ phạm giết hại một cặp vợ chồng sĩ quan cảnh sát ở ngoại ô Paris của Pháp hôm thứ Hai, cũng đã phát trực tuyến đoạn video dài 13 phút để nói về tội ác của mình và kêu gọi các phần tử cực đoan khác tiến hành thêm các vụ tấn công. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin chiều. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.